Xin chào các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một arc level 45, lực chiến rất là khỏe. 2 triệu mốt lực chiến rồi. Arc Bin sợ vợ. Thật ra đây cũng là một arc khá là quen thuộc. Còn những bạn nào mà đang xem, với lại những bạn nào mà xem livestream trên fanpage cái đợt mà mình hay livestream ấy, hầu như buổi nào mình khi mà đến khoảng thời gian đi sảnh ấy, arc này cũng vào đi một hai trận luôn. Lực chiến lúc đấy nó rơi vào khoảng mấy trăm nghìn hoặc là tầm 1 triệu lực chiến là cùng, theo như mình nhớ là thế. Còn cũng không thể nào mà nhớ chuẩn xác được. Đó, arc này có gì hiện tại là cũng đang VIP 12 rồi. Kim cương 7. Ui. Arc này khả năng là cũng phải tua đua cái top tiêu khá là căng. Căng nhỉ, server 8786 các bạn nhá. Cách server mới nhất khoảng độ 100 server, gần 100 server. Chắc chỉ khoảng 80 server thôi. Hiện tại là đang up tư chất rất cao ở Alpaca là rồi, nhưng mà cái tư chất này có vẻ vẫn chưa cao bằng rắn nhá. Thế nhưng mà hiện tại tổng lực chiến thì pet rắn này đang đuối lực chiến hơn. Tại vì là cái lực chiến của con Alpaca đã cao sẵn rồi. Và arc này trong thời gian sắp tới cũng sẽ up 50. Arc này thì up 50 để có thể là lọt vào top lên server. Đúc của arc này thì rất là cao rồi, toàn level 27 28 thôi. Và chủ arc vừa nãy có comment là arc đúc arc này cái level đúc nó cũng cao trong top của lên server. Mặc dù là ở một server rất mới nhưng mà tôi đang cảm giác như đang cầm một cái arc ở server cũ ấy các bạn. Ngoại trừ cái vật tổ thôi. Chứ còn lại tất cả các tính năng của nó đều rất cao. Rất cao luôn. Rồi rồi ok nhá. Ta sẽ vào với gà chín á. Ok, combo theo như chủ arc nói thì làm rắn với lại rắn với lại Kara. Thể lực bị tụt đi đâu đó là 8 điểm, nó không phải là vấn đề quá lớn. Sát thương lên 13.000 mốt và giáp là 13.000. Vừa nãy thì nó là 12.800 với lại 12.600 đúng không? Chênh lên khá là nhiều đấy. 300 điểm sát thương và 300 điểm giáp nữa. 8 thể lực để đánh đổi thì ok thôi đúng không? Bây giờ thể lực thì ai cũng rất là cao rồi. Và thậm chí là với cái thể lực như thế này vào trận chắc vẫn auto turn trước thôi. Ok nhá, 2 triệu lực chiến để xem hôm nay buổi livestream này sẽ thế nào đây. Cốm à? Cốm Sở Khanh. Một cái tên theo như mình thấy thì nó cũng full đam luôn nhá, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Nếu không biết có phải đúng cái ông bạn mà mình biết không. Bạo kích đi luôn từ tuần tiền, không phải nói nhiều luôn. Ờ đúng là Thiện à. Ờ thế là đổi tên à, hôm trước là cầm ác tên khác mà. Hôm trước mượn ác của Thiện là tên khác mà. Ờ đúng à. Ok, xem trận 2 gặp Thiện được không nhá. Kinh thật, không thấy comment gì. Tưởng không xem. Thế mà vào cái vẫn gặp ngay. Tớ chủ ác muốn mắc tròm thì sẽ lên 50 và up một phát cục lực chiến luôn. Rồi gặp ác Quỳnh Chi, tên khá là quen, hình như là bạn này có tham gia cái giải đấu đợt vừa rồi của Gunny thì phải. Tên khá quen, không biết có đúng không nhỉ các bạn nhỉ. Đam ngay luôn thôi nào. Gà 13 mà. Ui dồi ôi. Ui. Cái gì 3.000 crit lên 30.000. Ờ thôi coi như là 6.000 đi, coi như là mất mất cái đột phá pet đi. 6.000 crit lên 30 mấy nghìn, thế là gấp phải 5 lần rưỡi, 6 lần gì đấy. Ôi dồi ôi. Sao giờ crit kinh thế các bạn. Bây giờ thì nếu mà giả sử có mấy viên ngọc bạo kích lắp vào chắc chỉ lắp nguyên bạo kích thôi. Phụng một sắc này. À, arc này hôm trước vừa cầm xong các bạn ạ. Hôm trước vừa mượn được arc phụng một sắc này xong. Tiếp. Có phải Thiện cầm cả không? Gì mà cầm mấy arc vào bắn nữa này. Liên tịch luôn. Giờ thì rất là trâu rồi. 2.800 nhưng mà crit lên 18.000 nha. Phong ấn luôn. Tớp rồi bắn hơi lệch một chút xíu. Nhưng mà may vẫn trúng được cả 4 tia. Hãy
À đây rồi, comment của thợ săn đây rồi. Em cầm ba ác, cả ác đang bắn nữa. Rồi, comment của ông thợ săn. Giờ tôi sẽ không gọi là thiện nữa mà tôi sẽ gọi là chú thợ săn. Cái bắn rất chuẩn các bạn nhé. Thôi, tôi phải băng thôi. Ôi. Yên nhả phím ra mà nó lại vẫn chưa chưa hết các bạn ạ. Một băng nữa này. Không thì à đâu? Cái tơn vừa rồi. À ừ đúng rồi. Bỏ tơn xong mới bật được cái này thì mất hết băng mất. Rồi, gió lại như thế này thì tôi bắn nó cứ có thể sẽ hơi lệch đấy các bạn ạ. Vẫn trúng nha. Mất góc đi thì rất đẹp luôn. Đấy. Hươu có khống chế nhưng mà rắn thì cũng có. Nhưng mà phải dùng nó hơi khéo một chút. Đấy rồi dùng hết băng rồi đấy. Không còn gì để chơi với người ta đâu. Lần này thì ném băng vẫn có thể là chuẩn được đấy. Có góc 65 có lẽ vẫn bắn được. Và nếu như giả sử không bắn được góc 65, không căn cao thấp thì có thể bắn thẳng phát lên luôn. Đấy. Rồi tên này lên bắn 1, 2, 3 là cũng không biết là có góc không. Có góc thì rất là ngon. Tiếp tục đam. Không thì bay lên po thôi. Lực chạy nhanh vậy. Hôm trước mình livestream thì cũng khá nhiều bạn bảo là tại sao cái ôi thôi. Ôi thôi. Không còn gì nữa luôn. Hôm trước thì cũng có một bạn comment là cái thanh lực chạy nhanh mình cũng thấy nó chạy nhanh thật. Thế nên là cái tình trạng mà bắn nó bị mít ấy. Giờ bắn cảm giác nó rất là hên xui, nó không như ngày xưa. Ngày xưa cái hồi mà mới bắt đầu làm clip ấy, cái thanh lực nó chạy chậm 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 này, căn được rất là dễ luôn. Đến giờ thanh lực nó cứ chạy nhanh thế, cảm giác mình nhả nó rất hên xui. Ok, lại gặp lại ác phụ một sắc này. Thực tế là bây giờ thì lực chiến nó cũng là một phần thôi. Ác phụ một sắc cũng lực chiến như thế sao? Tuần đầu tiên cũng đang tôi chưa muốn sử dụng băng trong cái tên này hạt nhân luôn. Crit tia đi. Không crit tia nào. Cái crit này như là nó là do cái điểm chênh lệch giữa may mắn với phòng thủ. Đúng nhở? Tức là nếu như cái điểm may mắn nó càng lệch so với điểm phòng thủ của đối thủ thì có lẽ là crit càng nhiều. Nào đó. Hay là do điểm may mắn của mình với may mắn của đối thủ. Tức là những cái arc mà lực chiến cao bắn những arc lực chiến thấp thì gần như auto tiên hạo crit luôn. Nhưng mà những arc mà đều đều nhau như này thì một tia crit nhảy lên cũng hơi khó. Vừa nãy chảy cái gang ngọc hoàn nhân nó sợ quá, crit phát đi luôn. Búa phá góc ngon hơn. Rõ. Sao? Rồi. Thế là không cần phải di chuyển rồi. Không ơi. Tại vì tại sao cái tên vừa rồi nó bắn mít không chỉnh ở góc, tại vì là tại giờ này còn đến thế này nữa cơ. Cho bắn thêm lần nữa. 79 dùng góc nhẹ được đi tí hạt nhân luôn. Hai ngọc hạt nhân chạy rồi nha các bạn nhé. Ui dồi. Bay lên đi. Tơn vừa rồi lúc mà chỉnh lực ấy xong rồi mình kéo này không kéo nữa, không đo được map mà không xem được cái góc mình đang kéo được góc nào. Rồi, vẫn có góc đẹp để bắn luôn, có thể sẽ là một cú pau ấy. Mít. 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 Phong ấn các bạn ạ. Mít thật. Sao lại bắn, đừng bắn như thế. Đừng bắn như thế. Cố tình nhường thế nhậu rồi.
đừng cố tình nhường lộ liễu thế. Trúng phát là đi luôn đấy, không bay lên chỗ đấy trúng một phát là đi luôn, chẳng nhẽ mình lại làm thế nào bây giờ, đúng không? Phải bắn trúng chứ. Đấy, thôi có lẽ là mình sẽ dừng clip đây nhá. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và đừng quên like cũng như follow để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chào tạm biệt nha, bye bye. Gini Mobi bắn mọi lúc vui mọi nơi.